Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của âm thanh Tí Nghĩa. Đấy, thì thực tế thì khi mà các bác đầu tư cho mình một bộ dàn âm thanh rất là đắt tiền, đấy, nhưng mà các bác lại quên đi đầu tư cho mình một bộ dây loa chất lượng. Đấy, vì vậy mà cái thiết bị âm thanh của chúng ta nó không được phát huy tối đa cái giá trị của nó. Đấy. Nếu như mà dây loa mà nó không quan trọng ấy, thì những hãng audio ấy, người ta đã không tốn thời gian để mà nghiên cứu và phát minh ra nhiều loại dây loa, nhiều những vật liệu để làm nên dây loa có những dây loa chất lượng như vậy. Đấy, thì hôm nay thì em mang đến một giải pháp giúp các bác có thể là để các bác phát huy tối đa cái bộ dàn ở nhà chúng ta. Đấy, đó chính là dây loa XCCC. Đấy, thì dây loa XCCC này em đã có một video em đã review về cái dây loa này rồi. Thì dây loa này nó có xuất xứ là từ Đức. Đây. Đây ạ. Các bác có thể nhìn rõ không? Đây XCCC, đấy model này SB3V speaker cable 2N. Đó. Thì em nói qua một chút về dây loa nhé. Dây loa thì nó gồm 3 phần. Một là sợi dẫn. Sợi dẫn chính là những cái lõi bên trong đây. Đấy. Sợi dẫn là thường làm từ đồng hoặc là bạc. Đấy, có tác dụng là truyền tín hiệu. Đấy. Cái bộ phận thứ hai đó là điện môi. Đấy, điện môi hay là chất cách điện đấy. Nó bao bọc cái sợi dẫn. Đấy. Thì cái điện môi đây, cái chất cách điện đấy, thì người ta thường thì có những cái dây loa thì người ta sử dụng những cái nhựa rất là rẻ tiền. Đấy, nhưng mà ở những cái dây loa chất lượng cao ấy, thì người ta sử dụng là polyethylene. Polyethylene nó là một loại nhựa dẻo, đấy, rất bền và chịu nhiệt tốt. Đấy, như ở dây loa XCCC này thì người ta sử dụng là nhựa polyethylene nhé. Đấy, rất là dẻo, đấy, nó chịu nhiệt rất là tốt. Thứ ba là cái đầu cắm. Thì đầu cắm nó là một phần của dây dẫn. Đấy, các đầu cắm tốt thì nó làm âm thanh của dây nó sẽ hay hơn. Đấy, người ta luôn dùng những cái đầu cắm của dây nó tiếp xúc rộng và chặt với ổ cắm của thiết bị. Đấy, ví dụ như cả em có cái đầu cắm đây, đây. Đầu rắc bắp chuối như thế này, thì em nói qua một chút về cái dây XCC này. Cái dây XCC này nó có đường kính 13mm và lõi bên trong là 3mm, được mạ bạc rất là tinh khiết. Đây, mọi người có thể nhìn. Đây. Đồng tơ nhé. Đồng tơ, đồng này là đồng OFC này. Đồng OFC là đồng 99,9% là đồng. Đấy, có thể nói là OFC nó là loại đồng tinh khiết. Đấy, đồng tơ mạ bạc. Được mạ bạc chống nhiễu và chống cháy. Đấy. Và nó có một lớp dù ở đây này, lớp dù này, rồi lớp giấy bạc này, và hai lớp bao bọc bên trong lõi. Đấy, dây rất là chất lượng. Thì cái dòng dây XCCC này nó sẽ đặc trị, nó có tác dụng là đặc trị những cái bộ dàn âm thanh mà tiếng đang bí, đấy, bát ồn, chất yếu. Đấy, điểm khác biệt mà sau khi sử dụng những cái dòng dây như thế này thì cái chất âm nó sẽ sáng hơn và sạch sẽ hơn. Đấy, dòng dây này thường sản xuất rất là ít và khi về Việt Nam thì bán rất là chạy. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng những dây loa chất lượng như này thì cứ liên hệ với em, đấy, theo số điện thoại mà em để dưới màn hình. Đấy, và khi mà các bác mua hàng bên em ấy, thì nếu các bác có yêu cầu bên em sẽ gia công cho các bác. Đấy, nếu các bác có nhu cầu thì em sẽ gia công luôn cho các bác. Cái dây này thì em đang bán với giá là 160.000 một mét. Đấy, còn các bác mà muốn em gia công nó thành bộ dây như thế này,
các bác muốn em gia công nó thành bộ dây như này thì em sẽ tính thêm phí đấy. Các bác muốn em làm rắc bắp chuối hay là mỏ chim đấy, thì báo em đấy. 160.000 một mét là chưa tính cái phần mà em gia công như này nhé. Đấy. Đây em đã làm sẵn một bộ như này này. Đấy trông rất là đẹp. Đấy các bác cần thì cứ liên hệ với em. Và video của em thì cũng đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại mọi người vào ở những video tiếp theo.